Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án là LSV DeFi nhận 0.25 token LSFI nha các bạn. Thì tổng công của này chỉ có là 25.000 thôi. Thì trước đây nó cũng có một cái airdrop, nhưng mà hiện tại thì nó chưa đến thời gian phân phối nhé. Thì hôm nay nó ra thêm một cái nữa là bounty. Thì tham gia anh em tham gia vào cái bounty này thì sẽ nhận được là 0.25 token LFI, tương đương là 30 đô. Thì hiện tại thì con LFI này đã có thông tin list trên sàn Hotbit nha các bạn. Thì con LFI này đã có thông tin list trên sàn Hotbit rồi. Đây là cái mã thông báo của con LFI này. Thì nó sẽ list Hotbit vào ngày 16 tháng 11 nha các bạn. Vào ngày 16 tháng 11. Con này cũng khá là ngon các bạn. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Thì như các bạn đã thấy luôn là ở cái bounty này các bạn nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 nhé. Thì sau khi các bạn ấn nút start xong thì các bạn ấn vào continue. Sau đó các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta tiến hành join. Ở đây thì mình đã join trước rồi. Thì bạn nào chưa join thì join nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh channel. Chúng ta tiến hành join. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là like Facebook và retweet lại pin bot, các bạn ấn vào on Twitter. Đợi mình tới mình đăng nhập cái nha các bạn. Thì trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi, sau đó các bạn kéo xuống đây. Ở bài viết đã ghi này thì các bạn tiến hành like. Và sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn auto bit lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào nút don giúp mình nhé. Thì con này hiện tại thì nó cũng đã list trên Uniswap rồi các bạn. Thì sau khi các bạn ấn vào nút don xong thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh channel của dự án chưa. Thì các bạn ấn vào nút don tiếp theo nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Twitter. Nhưng mà ở cái nhiệm vụ Twitter này nó còn cái một cái nhiệm vụ nữa là nó yêu cầu chúng ta là comment ở dưới bài pinbox. Thì các bạn ấn vào nút pinbox giúp mình nhé. Các bạn ấn vào inbox này. Chúng ta comment ở dưới bài viết này. Đợi mình tí. Thì ở bài viết này này thì các bạn xuống đây, các bạn ấn vào phần comment này, các bạn comment cho mình cái câu gì cũng được nhé, comment good project hay là nói tốt về dự án nó cũng được. Các bạn comment đại đi. Sau đó các bạn vào nút trả lời, chúng ta trả lời comment nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại từng nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết chưa? Thì bạn nào chưa join vào kênh liên kết thì các bạn vào đường lên our investor channel này nè. Thì kênh liên kết với dự án hôm nay là kênh iDrop 6 nhé. Thì nguồn iDrop 6 là một nguồn iDrop uy tín cho nên các bạn yên tâm mà làm dự án này nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút don. Tiếp theo đó thì yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý ERC20. Địa chỉ quý thì các bạn dùng WeTrade Wallet hoặc là quý MetaMask hoặc là Miser Wallet nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ quý ETH và gửi cho bot. Các bạn gửi địa chỉ vào đây và gửi cho bot. Ok,
Thì tiếp theo thì nó sẽ có link rate cho các bạn thôi. Các bạn sẽ thấy ở trong phần balance của bạn sẽ có là 0.25 token sau khi các bạn hoàn thành các task, các nhiệm vụ ấy. Và đây là link rate của các bạn copy link rate đi tương thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 0.025 token LFI. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 0.25 token LFI từ dự án LSV DeFi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.